Xin chào tất cả anh chị. Vâng, Mr. X tiếp tục chia sẻ với anh chị một cái bài học nữa trong video này. Đó là để xây dựng được cái cuộc sống gia đình hạnh phúc, đúng không ạ? Và một cái mảng về sau, Mr. X sẽ trình bày đấy là cái mảng liên quan đến tình yêu thăng hoa, đúng không ạ? Để tình yêu lên đỉnh. Thì cái mảng đầu tiên là tiếp tục về cái chuyện là gia đình hạnh phúc, đúng không? Thì Mr. X cho rằng một cái trụ cột cũng rất là quan trọng của đời sống vợ chồng và gia đình. Đó chính là chúng ta phải có cái hoạt động đối nội đối ngoại. Thì khi hai người kết hôn với nhau, theo quan điểm của người Việt Nam cũng như là theo văn hóa, thì bên nhà vợ gọi là bên ngoại, đúng không ạ? Bên nhà nội gọi là bên chồng. Ok, cái này thì chả con cũng biết. Nhưng mà cái cách đối nhân xử thế của người vợ với nhà chồng nhà vợ, ngược lại của người chồng đối với nhà chồng nhà vợ, là cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho chúng ta phải cãi vã, chúng ta lục đục từ cuộc sống khó khăn nghẹt thở, hoặc là vợ chồng cảm thấy không phù hợp, không thích hợp với nhau vì những lý do này, lý do khác. Tôi lấy ví dụ bây giờ, người chồng, đúng không ạ, khi mà gia đình nhà vợ có việc không chịu về vì không thích, thế thì người vợ người ta cũng rất là khó chịu, đúng không ạ, đẩy người ta vào một cái thế bí. Thì như vậy là người ta sẽ không không thích mình, và như vậy là bắt đầu cãi vã, khó chịu với nhau. Ngược lại, đúng không ạ, tương tự như thế, người vợ, đúng không ạ, về nhà chồng cũng không thích làm dâu, không hiểu về những phép tắc rất cơ bản của việc làm dâu, rồi thì các cái vấn đề khác, bên nhà nội, bên nhà ngoại, họ đằng xa, họ đằng gần, anh chị em chồng, anh chị em vợ, nói chung vô vàn các tình huống. Tôi nghĩ trong trường hợp này nó có quá nhiều các tình huống, thì tôi sẽ cố gắng là đi vào trọng tâm một số những cái tình huống cơ bản thôi. Thứ nhất là tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tôn trọng bố mẹ hai bên, ông bà hai bên nếu còn, đúng không ạ? Đấy, thì tôi nghĩ là các cụ nói là kính già ra để tuổi cho thì rất là tuyệt vời. Nhà tôi thì vẫn còn bà, thế thì ông bà năm nay cao tuổi rồi, 80, 90 rồi. Việc con cháu hiếu thảo với ông bà bằng cách thăm hỏi, bằng cách mua quà, bằng cách gọi điện, động viên, mỗi khi đi về chơi hay là ở nhà vào thăm, thì đấy là tôi nghĩ rất là tuyệt vời. Đấy là thể hiện là gia đình có giáo dục đầy đủ, con cái là có lễ nghĩa, để theo cái phần phép tắc nhất định. Nó không phải là một cái sự rườm rà, mà đây là một cái sự kính trọng, kính yêu. Mình muốn về đó, đúng không ạ? Mình phải thăm hỏi, hỏi thăm bố mẹ. Ví dụ mình đi công tác ở đâu về nên có một chút quà, đi du lịch ở đâu đó về nên có một chút quà, dù lớn dù nhỏ ít thôi, nhưng mà thể hiện cái tình cảm đó. Rồi thì với gia đình hai bên, đúng không ạ, mình nên mua những cái đồ dùng, vật dụng cụ thể trong gia đình mà có thể cải thiện được cuộc sống của bố mẹ hoặc của ông bà. Tôi lấy thí dụ đơn giản thôi. Người già thì có thể người ta sẽ thích một chiếc võng, và bạn có thể mua một cái chiếc võng nó không đáng là bao tiền cả, từ vài trăm ngàn hoặc 1-2 triệu. Tôi nghĩ 1.800.000 là để có một cái võng xịn rồi, mua biếu cho ông bà nằm. Tôi nghĩ thế cũng rất là tốt. Mùa đông đến, đúng không ạ, có thể mua cho ông bà cái lò sưởi, một cái đèn sưởi, hay là một cái quạt sưởi, hay là một cái điều hòa 2 chiều. Rồi thì ở nhà bố mẹ ở quê mình không có máy giặt, mình có thể mua cái máy giặt. Rồi tivi, mình có thể mua một cái tivi. Ví dụ như thế, thay vì mình mua một cái iPhone. Tôi hôm trước tôi ngồi tôi tính, một cái iPhone 30 triệu đồng, một mình dùng, một mình sướng. Nhưng mà nếu như một 30 triệu đồng, bạn có thể mua được một cái tủ lạnh, một cái máy giặt, một cái tivi màn hình phẳng cỡ lớn, một cái đầu tivi xem phim, cái nhiều kênh, cái điều hòa 2 chiều, rồi thì bếp ga xịn, đúng không ạ, rồi thì bát đĩa dao dĩa sạch sẽ, rồi thì có thể là mua thêm một số các cái trang thiết bị khác, vẫn chưa hết 30 triệu. Đấy, hoặc là mua một cái bộ bàn ghế mây, nó chỉ vài triệu. Thì như vậy bạn thấy rằng là trang bị cơ bản các đồ dùng trong gia đình, nếu như điều đó con rể làm cho bố mẹ vợ, và ngược lại con dâu làm cho bố mẹ chồng, thì tôi nghĩ
cái tình cảm gia đình là nó sẽ rất tốt đẹp. Chúng ta không phải là chúng ta thể hiện nó bằng tiền, mà chúng ta thể hiện rằng là chúng ta rất quan tâm đến bố mẹ mình, bố mẹ hai bên, chúng ta rất quan tâm đến ông bà. Và đó là đạo lý tốt đẹp của người Việt chúng ta. Các anh chị có đồng ý với tôi không ạ? Đó. Rồi thì chúng ta phải đối mặt các vấn đề về giỗ chạp, lễ Tết, rồi thì hiếu hỷ rất nhiều. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng nhiều người cũng lo lắng về chuyện không có tiền, đi nhiều hay đi ít, vân vân. Theo tôi, chúng ta cứ thoải mái. Có nhiều mừng nhiều, có ít mừng ít. Không có không mừng không sao cả. Đấy, bận thì không về, rảnh thì về. Chúng ta cứ thực tâm, chúng ta cứ nói rõ với ông bà, với bố mẹ, với cô dì, chú bác, với họ hàng hai bên một cách rõ ràng. Không phải ai cũng 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 hiểu được chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không có nghĩa vụ phải làm hài lòng tất cả mọi người. Quan trọng nhất, tất cả những điều đấy đều là sự thật. Và tất cả điều đấy là do chúng ta đã nói trước, nói rõ. Còn có thể người A, người B, người C, người ta giận, người ta dỗi, người ta nói rằng là nhất bên trọng, nhất bên khinh, rồi thì cho người là nhiều, cho người cái ít, chuyện đấy chúng ta không thể nào quan tâm hết được. Hãy làm theo đúng cái lương tâm, theo đúng cái sự, cái cách sống của chúng ta. Có thì nói có, không có nói không có. Có nhiều cho nhiều, có ít cho ít. Người khác nói gì không quan trọng. Bởi vì kể cả người ta nói không tốt về mình thì mình vẫn nên làm điều tốt. Đó là vì chúng ta là một người tốt, chứ không phải vì người ta nói không tốt mà mình lại không đi làm điều tốt nữa. Đúng không ạ?